Hello, chào các bạn. Trong video clip này, chúng ta tiếp tục phần số 4 của việc phân tích hệ thống. Trong các cái bài trước, chúng ta đã học về các công cụ, ví dụ như là phân tích use case, use case diagram, use case certification. Chúng ta học về activity diagram. Trong video clip này, chúng ta sẽ nói về state machine diagram và sequence diagram. Tip của ngày hôm nay đó là công cụ là chết, con người là sống. Tại sao có cái tip này? Đây là một cái vấn đề mà khi mà các bạn làm BA, các bạn thường hay bị là với mô tả này thì sử dụng công cụ gì, mô tả kia thì sử dụng công cụ nào. Và các bạn giống như là một bị áp đặt vào một cái sự cố định về cái sản phẩm, về cái công cụ, về cái technique mà các bạn làm. Thì đó là một cái điều rất là nguy hiểm đối với BA và thật sự tất cả các BA không ai làm như vậy cả. Muốn làm BA giỏi thì các bạn chỉ học về công cụ nè các bạn hiểu rõ định nghĩa khái niệm của công cụ nè rồi sau đó các bạn linh hoạt sử dụng trong từng tình huống thôi chứ các bạn không thể nào mà có thể là giống như mình list ra cho các bạn là công cụ nào dùng cái nào trong công cụ nào dùng trong trường hợp nào vân không ai làm chuyện đó cả và mô tả như vậy thì chỉ thể hiện cái sự cứng nhắc thể hiện cái sự cứng đầu cực đoan của các bạn thôi công cụ là chết con người là sống dùng như thế nào là do con người chứ không cái mục đích cuối cùng đó là chúng ta hoàn thành công việc chúng ta ra được sản phẩm quay lại bài học thì chúng ta sẽ thấy là trạng thái, chúng ta sẽ nói về state diagram trước ha. Cái tên đúng của nó là state machine diagram nhưng mà mình nói tắt thành state diagram cho nó dễ ha. Cái điều đầu tiên là chúng ta thấy là trạng thái là gì? Các bạn thấy trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, mọi thứ nó đều có trạng thái hết thì tương tự như vậy trên hệ thống nó cũng sẽ có trạng thái. Trạng thái nó thể hiện cái sự biến chuyển trong quá trình hoạt động và vận hành của hệ thống. Chúng ta nói về trạng thái thì chúng ta sẽ có các cái tình huống ví dụ như là chúng ta cần phải hiển thị trạng thái khi mà chúng ta uh, làm giao diện, làm front end cho một cái sản phẩm hoặc là chúng ta cập nhật trạng thái, cập nhật trạng thái trong trường hợp mà chúng ta có trao đổi thông tin qua lại giữa hai hệ thống khác nhau hoặc là chúng ta cần trao đổi thông tin việc mà chúng ta cập nhật trạng thái chúng ta thể hiện trạng thái chúng ta bắt những cái trạng thái nó luôn là những cái yếu tố mà rất là quan trọng khi mà chúng ta làm việc ngoài ra thì cái trạng thái này khi mà chúng ta thực hiện trên hệ thống thì đôi khi trạng thái nó sẽ thể hiện cái sự kích hoạt nó sẽ kích hoạt chức năng tính năng gì đó thì các bạn thấy trong use case specification nó các bạn thấy sẽ có cái chỗ trigger ví dụ như là trong trạng thái là ví dụ như là uh, chuyển tiền thành công chẳng hạn thì nó sẽ kích hoạt một cái chức năng gì đó trên cái app mobile banking uh, ví dụ như kích hoạt chức năng là uh, notification là uh, thông báo trên cái app mobile banking chẳng hạn đó thì cái trạng thái nó cũng bên bên cạnh cái chuyện là nó mang tính là nó truyền đạt thông tin thì nó có thể là mang tính là nó sẽ cung cấp những cái kích hoạt những cái dòng lệnh những cái input đó, những cái input để mà tạo những cái request những cái input để mình process một cái gì đó để thể hiện trạng thái chúng ta sẽ dùng là state machine diagram mà mình đã nói là mình tạm gọi tắt là state diagram cho nó dễ ha thì cái state diagram nó thể hiện một cái trạng thái trong một quy trình các trong quy trình nó có những cái trạng thái như thế nào cái sự biến chuyển nó ra sao và cái state diagram này nó nó cũng tương tự là cái nó cũng sẽ hiện cái dạng sơ đồ luồng theo quy trình thôi và cái hiệu của nó là rất là đơn giản thực sự là các bạn thấy là nói về cái phân tích hệ thống á, chúng ta hầu như mọi thứ nó đều liên quan tới khái niệm luồng nó niệm flow luồng khái hiện quy trình rất là nhiều tại vì nhưng mà nói trên hệ thống nó là logic trên hệ thống nó chỉ hiểu là tuần tự các lệnh tuần tự công việc tuần tự các cái hoạt động nó như thế nào thôi chứ nó không phải như con người mà tự suy nghĩ tự biến đổi tự thầy kia thì cái việc đầu tiên mà các bạn thấy là khi mà chúng ta phân tích hệ thống đó là chúng ta luôn phải hiểu là uh, nó là, là một cái luồn nó luôn phải luồn nó luôn một cái thứ tự trình trình trước sau lớp lan rõ ràng cái vấn đề thứ hai khi phân tích hệ thống đó là các bạn nên hiểu là À, cái máy nó nó chỉ làm theo con người mô tả thôi cho nên là cái việc mô tả về mặt hệ thống thứ tự lớp lan một cách logic nó luôn là cái rất là quan trọng à, chúng ta sẽ có cái 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 hiệu sau đầu tiên là cái hiệu bắt đầu và cái hiệu kết thúc thì ở đây các cái sơ đồ các bạn thấy là activity diagram, là use case diagram hay là uh, state machine diagram này nó đều trong hệ thống UML nên trong hệ thống UML hết dẫn tới là cái bộ cái hiệu gần như nó được kế thừa với nhau cái việc đầu tiên các bạn thấy bắt đầu kết thúc thì các cái hệ, uh, hệ thống này nó đều có một cái kiểu bắt đầu kết thúc như nhau cả đó là cái vòng tròn và cái hoặc là cái vòng tròn đánh dấu chéo cho sự kết thúc hoặc là cái vòng tròn có một cái viền ở ngoài để thể hiện sự kết thúc ở cái thứ hai đó là lựa chọn và chuyển hướng thì cái này nó giống như là cái gì cái decision node choice vân vân để mà chúng ta có thể là lựa chọn những cái hướng khác nhau những cái cách đi khác nhau những cái tình huống khác nhau rồi trạng thái được thể hiện ở hai kiểu. Một là nếu như các bạn là trạng thái đơn. Trạng thái mà giống như trạng thái tỉnh. Thì chúng ta sẽ có cái hình ký hiệu là một cái stay. Một cái ký hiệu hình chữ nhật hay hình tròn gì đó. Rồi các bạn ghi trạng thái vào. Còn nếu như là trạng thái động. Tức là trạng thái động tức là những cái trạng thái đó Ví dụ như là ở trạng thái Ví dụ như là cái thang máy đi Khi mà các bạn nó dừng lại Thì nó ở trạng thái là ví dụ dừng lại ở trong trệt Thì nó là một trạng thái tỉnh Còn trạng thái nó đang di chuyển nó đang di chuyển từ tầng 1 tới tầng 5 ví dụ như vậy thì nó là một cái trạng thái động thì thì lúc đó thì chúng ta sẽ có là uh, cái stay di chuyển còn activity là di chuyển từ tầng nào sang tầng nào và cái cùng là ghi chú thì thật sự mọi cái diagram nó đều sẽ có ghi chú để làm rõ thôi chúng ta xem một cái ví dụ ha nếu ta xem một số cái ví dụ thì đầu tiên là các bạn thấy là trạng thái ví dụ chúng ta có trạng thái là một cái hóa đơn được thanh được một cái hóa đơn được tạo thì thì ở trạng thái chưa thanh toán sau khi thanh toán rồi thì nó sẽ chuyển sang trạng thái thanh toán và nó kết thúc À, hoặc là một cái mô tả về mặt trạng thái về cái hoạt động của cái máy tính tiền ở siêu thị ha thì chúng ta là khách hàng đưa đến ngoài trả tiền thì nó sẽ ở trạng thái chờ để mà thanh toán rồi sau đó thì bạn thu ngân nhập các mặt hàng vào vân vân rồi sau đó chúng ta sẽ có chuyển sang trạng thái sau khi nhập xong rồi thì chúng ta sẽ có trạng thái chờ thanh toán thì thanh toán sẽ có trạng thái là thanh toán bằng tiền mặt thì nó lại thanh toán xong rồi thì nó lại quay về cái trạng thái là uh, kết thúc đơn trước và nó bắt đầu chờ cái đơn mới còn thanh toán bằng thẻ tín dụng thì nó sẽ chỉ có thấy chờ thanh toán thẻ sau đó nó lại quay về cái cái chỗ là chờ mua hàng chờ bán hàng chờ thanh toán để mà cho các khách hàng tiếp theo đó thì các bạn thấy là bất cái thanh toán này nó thể hiện những cái trạng thái khác nhau trên cái hệ thống như mình đã nói là trên cái hệ thống à, tuy nhiên thì uh, như uh, tiếp của ngày hôm nay đó là con người là sống công cụ là chết thì các bạn có thể sử dụng trạng thái này để các bạn mô tả business process cũng được nữa, chẳng ảnh hưởng gì cả. Chứ không nhất thiết là lúc nào các bạn cũng phải nói về system đâu, chúng ta có thể linh hoạt rất là dễ dàng. Rồi công cụ tiếp theo của video clip ngày hôm nay đó là sequence diagram. Sequence diagram thì nó là để thể hiện cái sự tương tác giữa các hệ thống hoặc là giữa các hệ thống với nhau. Sự tương tác bên trong hệ thống hoặc giữa các hệ thống với nhau. Thường dùng trong các cái trường hợp như là chúng ta kết hợp với chức năng với nhau nè, tích hợp hệ thống với nhau nè, kết nối API nè. Đó, thì sequence diagram thì nó là một cái công cụ của UML luôn và nó cũng nó sử dụng cũng khá là đa dạng cũng khá là thông dụng trong quá trình chúng ta mô tả hệ thống thì cái một cái hiệu của sequence diagram nó cũng có các thành phần cũng khá là đơn giản và đầu tiên là chúng ta sẽ có các cái tác nhân và chúng ta sẽ có các cái đối tượng thì như mình nói là giống như là chúng ta mô tả hệ thống thì chúng ta luôn có hai đối tượng này chúng ta luôn có hai cái hai cái hiệu liên quan tới actor hoặc là object À, có thể là nó như nhau Hoặc là có thể là sự phân biệt khác nhau Nhưng mà nói về object, nói về actor Nó luôn là những cái thành phần Rất là chính yếu trong quá trình các bạn mô tả system à, Cái thứ ba đó là lifeline Tức là nó thể hiện Cái, cái actor hoặc là cái object đó nó tồn tại được bao lâu nó tồn tại như thế nào như nó, nó tồn tại nó vai trò như thế nào trong suốt xuyên suốt cái quá trình của cái sequence ram activator thì nó là giống cái ở cái vị trí đó nó sẽ được uh, hoạt động thì các bạn nên hiểu là cái activator này nó giống như là các bạn nên hiểu là giống như là chúng ta thực hiện một cái clip đi một cái bộ phim đi thì sequence diagram đầu tiên nè nó thể hiện một cái cũng như các cái hệ thống nhưng mà nó nó thể luôn thể hiện là flow nè cái thứ hai nữa là sequence diagram các bạn hiểu là cái lifeline và cái activator này nó liên quan tới tương quan như thế nào các bạn có thể là một cái hình dung đó là chúng ta nói về phim ảnh thì giả sử một bộ phim nó có 40 tập thì cái lifeline này nó thể hiện cái 40 tập đó còn activator nó thể hiện là bao nhiêu tập cái actor tức là cái diễn viên đó. Nếu các bạn thấy actor nó tiếng Anh bình thường nó là diễn viên đúng không? Thì actor là diễn viên nó được xuất hiện bao nhiêu lần, xuất hiện bao nhiêu tập, xuất hiện ở tập nào thì nó sẽ thể hiện bằng activator. Ờ vậy thôi, <laughs> nhạy Rồi message và return. Sequence ra nó thể hiện sự tương tác mà, tương tác sẽ nó sẽ nói tới vấn đề là tôi gọi anh trả lời, tôi yêu cầu anh đáp ứng. Thì giống như trong bộ phim thôi, sẽ có lời thoại quay lại đúng không? Lời thoại giữa hai diễn viên với nhau. Ta sẽ thấy là diễn viên nói thì diễn viên khác trả lời thì tương tự như vậy. Message và return nó thể hiện cái sự trao đổi. Save message xử lý tại chỗ là sao? ở cái này thì mình muốn nói mình dùng một cái từ xử lý tại chỗ cho nó dễ hiểu thôi. tức là ở ở vị trí đó thì một actor hay là một cái object đó nó sẽ tự xử lý, tự xử lý một công việc ví dụ họ nó kiểm tra, nó ví dụ các bạn bỏ thẻ ATM vào nó check cái thông tin đó nó validate đó, thì ở cái actor đó, ở cái object đó nó đang thực hiện kiểm tra thông tin thẻ ATM. Chứ nó không tương tác với ai hết à, khi mà chúng ta không có cái sự tương tác nào với ai hết thì chúng ta sẽ có safe message để mà thể hiện cái chuyện đó chúng ta cùng xem một cái ví dụ là ở đây chúng ta đang có một cái sequence diagram thể hiện một cái chức năng đăng nhập à, thể hiện chức năng tính năng đăng nhập trên một cái app trên một cái web gì đó thì các bạn thấy chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta nhập ở bình thường ở front end chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta nhập Do username password xong bấm login là hệ thống đăng nhập xong bập nhưng ở trong hệ thống cũng rất là nhiều thứ để mà diễn ra thì cái sequence diagram như mình đã nói là nói về system mô tả system thì hầu như chúng ta sẽ làm những cái liên quan tới chuyện là chúng ta flow luồn không à thì sequence diagram nó cũng tương tự như vậy nó thể hiện flow luồn rất là nhiều đây là một cái luồng này các bạn đọc thôi từ trên xuống dưới từ 1 tới 10 thì các bạn thấy khi mà các bạn làm sequence diagram hay là các bạn làm bất kỳ diagram nào trên hệ thống các bạn nên đánh số nên đánh số để mà thể hiện rõ là từng bước từng bước nó đi thế nào và cũng như là giúp cho người đọc dễ dàng hình dung hơn chúng ta thấy là bước 1 input user password, bước 2 click login button thì lúc đó cái trình duyệt web browser nó sẽ gửi request qua những cái hệ thống dispatch controller, user controller, new DAO database vân vân để mà kiểm tra. Thì sau khi mà các cái hệ thống này kiểm tra xong rồi, các hệ thống này sẽ phản hồi các cái kết quả và khi đó chúng ta sẽ thấy là các cái kết quả này nó sẽ có hai tình huống xảy ra thì ở đây các bạn thấy có cái hiệu là một cái ô gọi là alternative thì cái alternative này nó giống như là cái decision node cái hình thoi mà ở các cái, các cái sơ đồ khác các cái flow ở các sơ đồ khác mà các bạn hay thấy thì ở thay vì flow các cái sơ đồ khác chúng ta dùng một cái hình thoi thì ở đây chúng ta dùng một cái khung gọi là alternative chúng ta có bao nhiêu cái hướng đi bao nhiêu cái uh, cái tình huống thì chúng ta sẽ có bấy nhiêu cái ô nhỏ bao nhiêu uh, bao nhiêu cái hàng ngang nhỏ uh, thì trong cái ô alternative này thì nếu như là invalid password thì nó sẽ return kết quả nếu như mà valid password thì nó cũng sẽ return kết quả luôn và nó sẽ display login status nếu như là invalid thì nó sẽ là lỗi báo lỗi hay là nhập lại còn nếu như là valid thì nó sẽ thể hiện trạng thái là đã đăng nhập Ở thì các bạn thấy sequence diagram nó cũng thể hiện một cái flow từ đầu chí cuối Chúng ta sẽ đặt vấn đề là khi nào đã làm sequence diagram khi nào làm activity diagram thật ra trong trường hợp activity diagram ấy, cái này thì thật ra nó cũng không có một cái tình huống nào cố định hết thì cái này mình chia sẻ theo kinh nghiệm của hai lúa thôi đó là trong trường hợp mà chúng ta có từ 4 actor 4 object đổ lại thì chúng ta sẽ dùng activity diagram còn nếu như chúng ta có từ 4 cái actor hoặc là object trở lên thì các bạn nên dùng sequence diagram nó sẽ dễ trình bày và gọn ghẽ hơn các bạn như thấy đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái luôn Nhiều lắm Nếu bạn vẽ Activity Diagram Chúng ta sẽ rất là nhiều Swimlane Chúng ta sẽ rất nhiều thứ Còn chúng ta thể hiện Sequence Diagram Thật sự nó vẫn thể hiện cái thứ tự lớp lan của nó Nó vẫn thể hiện flow đàng hoàng Nhưng các bạn thấy nó gói gọn Trong một cái trang giấy A4 thì một trong những cái tiêu chí mà chúng ta vẽ vờ diagram thì các bạn cố gắng là dù là diagram gì, business process, activity, use case hoặc là state diagram hay là sequence diagram gì cũng được các bạn cũng nên gói gọn vào trong cái một trang A4 thôi. Và ngoài ra thì SQL diagram nó có một cái giới hạn của nó mà mọi người có cảm giác hơi bị ít dùng đó là mọi người nghĩ là cái SQL diagram này chỉ sử dụng cho các công việc mà system analyst tức là những công việc liên quan tới system liên quan tới hệ thống vân vân. Đó thì tại vì ở đây các bạn thấy là chúng ta có những cái hàm, ví dụ các bạn thấy ở bước số 4 chúng ta có hàm forward, bước số 5 chúng ta có hàm check login những cái mang tính rất là hệ thống mang tính là depth, coding đúng không ạ? Tuy nhiên, chúng ta nhìn ở cái sơ đồ này thì đây là các bạn thấy là sequence diagram này mình đang sử dụng ở một góc độ là mình đang mô tả một cái business process. Thì sequence diagram tại sao các bạn thấy là uh, mô tả business process vẫn được mà nói gì đâu. Nên công cụ là chết con người là sống, dùng như thế nào là do các bạn. Cái vấn đề và các bạn hiểu đó là chúng ta giữ cái bản chất, chúng ta xác định rõ được là chúng ta bản chất là chúng ta vẽ business hay là chúng ta vẽ system. Chúng ta vẽ nội dung gì? Cái đó mới là cái quan trọng. Còn các bạn dùng công cụ gì đó là quyền của bạn. Bản thân mình dùng sequence diagram để vẽ business process cũng rất là nhiều, bình thường. Như ở đây mình dùng sequence diagram để mô tả một cái business process liên quan tới chuyện là thanh toán mua hàng bằng QR code. Nó thì ở đây các bạn thấy khách hàng mua hàng rồi yêu cầu cửa hàng thanh toán thì họ sẽ lên cái invoice. Invoice thì sau đó khách hàng sẽ yêu cầu thanh toán bằng QR code. Thì khi mà khách hàng yêu cầu thanh toán bằng QR code thì cửa hàng sẽ đẩy qua bên phía payment gateway mình lấy một cái ví dụ ở đây là mình sử dụng dịch vụ của VNPay chẳng hạn cái hệ thống payment gateway nó sẽ thông qua cái API nó trả về cái QR code rồi khách hàng thực hiện quét QR code sau khi quét xong rồi thì thực hiện xác thực luôn rồi sau đó các cửa hàng kiểm tra thanh toán ngân hàng khách hàng chuyển tiền cho các payment gateway và cửa hàng rồi thông báo payment gateway thông báo kết quả cho cửa hàng là đã thanh toán xong rồi thì nếu như mà thanh toán không thành công thì sẽ yêu cầu khách hàng xử lý lại nếu như thanh toán thành công rồi thì thực hiện các khách hàng thực hiện giao hàng hóa cho khách hàng thôi thì các bạn thấy đây là một cái business process bình thường thôi nó hơi lai lai thực sự nó hơi lai lai giữa business process và system tuy nhiên là các bạn thấy là duyên toàn bộ những cái này nó thể hiện rất là rõ ràng là chúng ta mô tả cái gì cũng được chẳng qua là chúng ta cần phải biết rõ chúng ta cần mô tả cái gì ra sao chứ không phải lúc nào các bạn cũng nhất định là sequence ra không được không được phải dùng cho vẽ system không Dùng như thế nào cho các bạn. BA là như vậy. BA là dù là ITBA hay bất kỳ BA gì những cái công cụ là chết, con người là sống các bạn phải linh hoạt sử dụng chứ các bạn đừng có cứng nhắc bất kỳ một cái gì cả. Thì qua video clip này mình giới thiệu cho các bạn hai công cụ đó là Stack diagram và Sequence diagram. Công cụ này nó đôi no khi nó không phải là cái công cụ chính yếu nhất khi mà chúng ta mô tả về system nhưng mà đây là những công cụ mà nó đặc thù cho những cái tình huống khác nhau chúng ta có state diagram chúng ta mô tả những cái trạng thái những cái chuyển đổi những cái chuyển biến trạng thái trên hệ thống này chúng ta có sequence diagram để mà chúng ta mô tả những cái luồng những cái tương tác giữa các cái hệ thống chúng ta mô tả API chúng ta mô tả kết nối và cũng như là đôi khi á, nếu như các bạn cần một cái trình bày một cách gọn gẽ dễ hiểu thì sequence diagram hoàn toàn có thể giúp cho các bạn mô tả business process không nhất thiết là các bạn phải cứ lúc nào cũng sequence diagram là tới system hy vọng sẽ giúp được các bạn hai lúa cho các bạn